nay xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai, thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh và định vị xét, xuất hiện vùng mây dông đang phát triển trên khu vực huyện Lạc Dương, Di Linh, Bảo Lâm. Hiện tại cho đến những giờ tới, những vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực nói trên, sau đó có thể phát triển và mở rộng sang khu vực thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, các huyện Đam Rông, Lâm Hạ, Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Oai, Đà Tẻ, Cát Tiên. Vì vậy, cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo mưa đá, tố, lốc sét và gió giật mạnh. Trong 24 giờ tới, dự báo tỉnh Lâm Đồng sẽ chịu ảnh hưởng rìa xa phía đông nam của vùng áp thấp phía Tây, trên cao là hoàn lưu, lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Hình thái thời tiết này sẽ biểu hiện rõ rệt nhất ở khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt và huyện Đam Rông. Ở khu vực này, nhiệt độ sẽ dao động từ 17 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Vào lúc thời điểm nhiệt thấp nhất trong ngày sẽ nằm ở mức từ 17 đến 19 độ, thời điểm nhiệt cao nhất trong ngày sẽ ở mức từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh cũng sẽ có hình thái thời tiết tương tự với khu vực phía bắc tỉnh, nhiệt độ cao nhất 30 độ và thấp nhất là 21 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Chúng ta cùng đến với khu vực phía nam tỉnh gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Nhiệt độ sẽ dao động từ 22 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Ba ngày trời nắng gián đoạn, những cơn mưa sẽ xuất hiện từ chiều tối đến đêm, có nơi mưa vừa đến mưa to. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Tình trạng oi bức sẽ vẫn diễn ra trong ngày mai khi ngưỡng nhiệt cao nhất là 34 độ. Thời điểm nhiệt thấp nhất trong ngày cũng duy trì ở mức 24 độ. Độ ẩm từ 83 đến 88%. Những cơn mưa sẽ xuất hiện vào chiều tối. Thưa quý vị, thay vì trồng hồng các cành truyền thống, ông Thân Văn Bảo ở thôn Tân Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng đã chọn trồng những chậu hồng cảnh và có doanh thu đến hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho rất nhiều lao động tại địa phương. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngày sau đây. Khép lại chương trình là phần dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cùng bản nhiệt độ tại các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.